Hoạt động kiểm soát xe quá khổ quá tải hiện được tỉnh Hà Nam triển khai khoảng một năm. Hiệu quả của hoạt động này cũng đã có những chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng lọt lưới vi phạm vẫn còn tồn tại. Đó là hiện tượng có nhiều xe mặc dù đã được cắt thành thùng nhưng lại vẫn ngang nhiên chở vừa tải. Cùng với đó là diễn ra tình trạng trốn chạm cân. Đây là những trường hợp bị lực lượng liên ngành tỉnh Hà Nam kiểm tra trọng tải phương tiện khi lưu thông qua trạm cân. Các trường hợp kiểm tra đều cho kết quả không chở vượt quá tải. Một số trường hợp nếu có cũng chỉ vượt 3-4%. Tuy nhiên, các trường hợp chở đúng tải chủ yếu lại là phương tiện của các tỉnh thành lân cận tỉnh Hà Nam. Tất cả đều là nguyên bản hết nên là nếu mà bọn em mà chở đủ tải thì nó không được bằng miệng ấy, tức nó chỉ dưới thành mấy chục phân nên là có phủ bạt thì không giải quyết gì vì nó không gây bụi bẩn, không gây rơi vãi. Các lái xe cũng khẳng định nếu việc kiểm soát tải trọng xe thiếu công bằng thì phương tiện các tỉnh thành phố khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ khó có đất sống. Tôi phải đổi xe để chạy đúng trọng tải. Ngày xưa là tôi chạy con tấn 4 thì nó xong là khi mà đăng kiểm xuống nó còn có tấn 1 ấy, thì nó không phù hợp với cái điều kiện của tải trọng ở Việt Nam. Nên là tôi mới đổi con xe này thành con xe 5 tấn để chạy phù hợp với mối hàng của mình. Theo quy định, đối với người điều khiển xe chở quá tải trên 105% quy định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sẽ bị phạt 25 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 12 tháng. Đối với chủ phương tiện có hành vi giao cho người điều khiển phương tiện vi phạm chở quá khổ quá tải là cá nhân, phạt 40 triệu đồng hoặc tịch thu phương tiện nếu không nộp phạt. Chủ phương tiện là tổ chức, phạt tiền 80 triệu đồng hoặc tịch thu phương tiện. Thì hơn xe này là mình không được lại được nhiều, ít. So trước giảm bao nhiêu? Thì mình giảm như một nửa, trên dưới vậy còn nửa vậy. Hầu cái mình chở được 14 triệu, nay chở 10 triệu thôi. Cũng bị sụt giảm nhiều vì các bạn là thứ nhất là mình cái vốn mình vẫn chạy vẫn như thế mà cái tải trọng vẫn như thế mà mình phải xe to hơn thì sẽ phải mất chi phí nhiều hơn. Các lái xe thì vẫn luôn kêu rằng mức phạt nào cũng cao. Nhưng khi phát hiện VTC14 ghi hình, hầu hết các phương tiện chở asphan đều dừng thành đoàn dài trước khu vực trạm cân. Một số thì lùi phương tiện và quay đầu. Các phương tiện này đều chở vượt quá thành thùng. Có những khu vực, các phương tiện dừng đỗ kéo dài 700 đến 800 mét, nằm bất động một cách khó hiểu. Chỉ trong một buổi sáng thì lực lượng liên ngành của tỉnh Hà Nam đã kiểm tra hàng chục xe tải. Tuy nhiên hầu hết các phương tiện này đều không vượt tải. Điều đang nói là khi phát hiện có phóng viên ghi hình thì hầu hết các xe tải chở asphan đều trốn và nấp ở trong các trạm xăng. Và các xe này có quá tải hay không thì chỉ có lái xe mới là người hiểu rõ nhất.